Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin vụ Hồ Duy Hải, tòa án tối cao nói truyền thông bẩn đã gây bức xúc cho dư luận. Không lâu sau phiên xét xử giám đốc thẩm của Hồ Duy Hải với kết luận y án tử hình gây bức xúc cho dư luận, ngành tòa án Việt Nam đã có những phản ứng bị cho là đổ thêm dầu vào lửa. Cụ thể, trang báo chính thống của tòa án Việt Nam có bài viết với tiêu đề "Vụ án Hồ Duy Hải nhiễu thông tin truyền thông bẩn đã ảnh hưởng đến chính trị và cả nền tư pháp". Cùng lúc ấy, phóng viên trong nước nói đã lật tung hộ khẩu của gần 4.000 hộ dân chưa tìm ra lai lịch của Nguyễn Văn Nghị. Nghi can số 1 là bạn trai của một cuộc tình tay ba với nữ nạn nhân tên là Hồng. Không những thế, Nghị nghiện ma túy và là người đã có mặt tại hiện trường, nhưng sau đó đã bỏ trốn về nhà mẹ tại Cai Lậy, Tiền Giang đến nửa đêm cùng ngày xảy ra án mạng, thì các trinh sát mới bắt được Nghị. Sau khi bắt Hồ Duy Hải, thì mọi chứng cứ tài liệu liên quan đến Nguyễn Văn Nghị đã biến mất hoàn toàn khỏi hồ sơ vụ án. Một nghi vấn rất lớn đã bị các cơ quan tố tụng cho qua, nhưng các phóng viên vẫn cố gắng truy tìm bởi sự quan tâm đặc biệt của công luận trong cả nước. Trong một bài báo đăng trên tạp chí Tòa án Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Tòa án Nhân dân tối cao, người được phỏng vấn nói mẹ Hồ Duy Hải đã kêu oan cho con là do bị các thế lực thù địch xúi dục và một số đại biểu Quốc hội và nhà báo tự do đã bị lợi dụng để xuyên tạc sự thật, nói xấu chế độ. Đây là hình ảnh Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Chí Tuệ, người bên phải, trong phiên tòa giám đốc thẩm. Cùng thời điểm đó, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Chí Tuệ xuất hiện trên báo chí chính thống cho hay ông đã làm việc với Bộ Công an để xem xét xử lý những thông tin đe dọa, xúc phạm thẩm phán. Bình luận quanh sự việc này, luật sư Lê Công Định, Nguyễn Văn Đài và Phùng Thanh Sơn đã nhận định với đài tiếng nói BBC tiếng Việt rằng những phản ứng này cho thấy rõ ràng vụ án đã tạo nên một áp lực chính trị lớn lên ngành tư pháp và cả thể chế chính trị tại Việt Nam, suy giảm nghiêm trọng uy tín của đảng cầm quyền. Luật sư Lê Công Định nói chưa bao giờ ông thấy một quyết định của Tòa án Nhân dân tối cao bị công luận vốn đã không có niềm tin vào công lý và hệ thống tư pháp của Việt Nam phản đối nặng nề như lần này. Ông nói họ phẫn nộ hơn khi quyết định tố tụng vừa kém thuyết phục về mặt pháp lý, vừa thiếu tầm vóc lẽ ra phải ở có một tòa đồng thẩm phán cao cấp nhất trong hệ thống các tòa án. Luật sư Định bình luận rằng, khác với các nước trên thế giới, chức vụ chánh án ở Việt Nam không phải là một chức vụ chuyên môn trong ngành tư pháp, mà là chức vụ chính trị, được dùng như một bước đệm để các quan chức thăng tiến hơn trong bộ máy của Đảng Cộng sản cầm quyền. Điều này càng thấy rõ hơn qua vụ Hồ Duy Hải. Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 sắp diễn ra, càng làm cuộc tranh đua giành vào một số vị trí trong bộ chính trị trở nên giáo diết hơn. Dưới áp lực của và ảnh hưởng từ sự lên án của công luận, ông chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trước các đối thủ chính trị khác, vì họ sẽ dùng sự thất bại đối với lòng dân do quyết định giám đốc thẩm vừa rồi gây ra như một điểm yếu để tấn công ông. Cũng đề cập đến lá bài chính trị, luật sư Phùng Thanh Sơn nhận định rằng quyết định y án có thể sẽ có lợi về mặt chính trị cho những cá nhân liên quan đến vụ án trong thời kỳ trước đây, nhưng khả năng làm suy giảm nghiêm trọng uy tín của đảng cầm quyền. Đây là hình ảnh ba vị đại biểu Quốc hội từ trái qua phải, bao gồm Lê Thanh Vân, Trương Trọng Nghĩa và Lưu Bình Nhưỡng có quan điểm khác với phán quyết của hội đồng xét xử giám đốc thẩm. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn diện, trong đó có hệ thống tư pháp, nhưng quyết định bác kháng nghị vừa qua của hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao chứng minh một điều là nền tư pháp Việt Nam không có công lý. Người dân sẽ đặt vấn đề về trách nhiệm và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam ở đâu để xảy ra một phiên tòa mà nói như mẹ tử tù của Hồ Duy Hải là bầy hầy như vậy. Còn nó bầy hầy như thế nào thì chắc chắn mọi người đều có thể thấy rõ trên các báo lê phải, lê trái và trên mạng xã hội. Nhiều đại biểu Quốc hội cũng đã lên tiếng, theo tôi, để bảo vệ uy tín của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam không nên hành xử theo kiểu đã phóng lao thì phải theo lao, mà phải dũng cảm sửa sai. Như thế sẽ truyền tải một thông điệp đến dân chúng rằng nếu hệ thống tư pháp không thể bảo vệ được công lý thì còn có Đảng Cộng sản đứng ra bảo vệ. Luật sư Phùng Thanh Sơn đã nêu bình luận như vậy. Luật sư Nguyễn Văn Đài cũng cho rằng thông qua các báo chí chính thống của nhà nước Việt Nam, mạng xã hội và báo chí quốc tế, ông nhận thấy gần như mọi người Việt Nam từ mọi thành phần xã hội đều phản ứng mạnh và quyết liệt sau quyết định của Hội đồng thẩm phán vụ Hồ Duy Hải, chủ yếu là phê phán, chỉ trích, thậm chí là miệt thị. Họ bày tỏ mất niềm tin vào ngành tư pháp của nhà nước Cộng sản Việt Nam nói riêng và cả chế độ chính trị nói chung. Theo luật sư Đài,
Điều này đáng lo ngại cho Đảng Cộng sản Việt Nam vì lâu nay đã đánh mất niềm tin trong dân, chưa kịp lấy lại chút ít niềm tin sau vụ viêm phổi Vũ Hán thì nay lại bị vụ Hồ Duy Hải làm mất sạch, thậm chí làm khủng hoảng hơn niềm tin của người dân với chế độ. Luật sư Đài cũng nhìn nhận rằng lo ngại ảnh hưởng đến nền chính trị và tư pháp của chính phủ Việt Nam rất rõ ràng. Cũng bởi họ đã dùng ngay các cơ quan truyền thông lớn của Trung ương như VTV, VOV, Báo Nhân Dân và các báo ngành tòa án để đổ lỗi cho thế lực thù địch và đổ lỗi cho việc nhiễu thông tin, truyền thông bẩn. Và tôi cho rằng họ làm như vậy càng phản tác dụng bởi vì các tầng lớp nhân dân khi phản ứng thì đều lấy thông tin vụ án từ các báo chính thống của nhà nước, Cộng sản khi vụ án xảy ra từ tháng 1 năm 2008 tới nay, luật sư Đài đã phân tích như vậy. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của Hồ Duy Hải bên ngoài của tòa án, đang gào khóc trong tuyệt vọng sau khi biết phán quyết của tòa giám đốc thẩm vẫn tuyên án y án tử hình con trai mình. Đồng thời, họ so sánh với các nội dung tranh luận giữa hội đồng thẩm phán với các nội dung kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho thấy các nội dung đó đều là sự thật khách quan. Bình luận về phản ứng của ngành tòa án mới đây, luật sư Lê Công Định nói nhà nước Việt Nam luôn đổ thừa cho các thế lực thù địch kích động dân khi vấp phải bất kỳ phản đối nào của dư luận, mà không nhận ra trách nhiệm của chính mình trong việc tạo ra phẫn nộ đó. Và các phát biểu của ngành tòa án cũng phản ánh lo ngại của nhà nước Việt Nam trước bất ổn xã hội có thể xảy ra, ông Định nói. Đề cập đến phát biểu mới đây của ông Phó Chánh án Nguyễn Chí Tuệ về việc báo công an để xử lý các tin đe dọa thẩm phán, ông Định nói thật buồn cười, không xứng đáng với tư cách của một thẩm phán tòa án tối cao. Ở các nước văn minh, các thẩm phán của tòa án tối cao làm việc tại trụ sở của tòa và kết quả công việc của họ là các phán quyết và quyết định được tuyên. Họ chỉ nhóm họp để phán quyết, không bao giờ xuất hiện ở nơi công cộng hay cơ quan nhà nước nào đó để phân trần công việc của tòa án hay chỉ trích ai. Và sự tôn nghiêm và đáng kính của hệ thống tòa án, các thẩm phán chính là ở chỗ đó. Còn ở Việt Nam, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao lại ra ngoài phát biểu linh tinh nhằm phân trần quyết định của mình, rồi đổ thừa cho quy chụp, động cơ chính trị cho các thế lực khác trước kích động của dư luận đối với quyết định của chính mình. Nói thật, tôi thấy ông Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao thật thiếu tư cách làm tầm vóc, lẽ ra phải có và nên giữ gìn. Ở nước này chưa có nhân vật chính trị, nhân vật chính quyền hay định chế nhà nước nào thực sự biết giữ thể diện và thể thống cho chính họ và hệ thống của họ. Và tôi thấy các phán quyết về Việt Nam rất thảm hại về tư duy và thiếu tư cách của một quan tòa đúng nghĩa, luật sư Lê Công Định thẳng thắn nêu quan điểm của mình. Đây là hình ảnh luật sư Lê Công Định về phát biểu rằng đại biểu Quốc hội bị lợi dụng trong vụ Hồ Duy Hải, luật sư Định nói tiếp. Các đại biểu Quốc hội nào bị cáo buộc phi lý như vậy có quyền lên tiếng phản bác, thậm chí yêu cầu cơ quan điều tra xem xét dấu hiệu về hành vi vu khống của cá nhân thẩm phán nào đã cáo buộc vô căn cứ như thế. Luật sư Đài cũng có chung quan điểm với luật sư Lê Công Định rằng ông thấy buồn cười về phản ứng của ngành tòa án Việt Nam bởi có phản ánh đúng bản chất của truyền thông của nhà nước Cộng sản là không bao giờ dám nhận sai lầm, khuyết điểm mà luôn tìm cách đổ lỗi cho người khác hay thế lực thù địch. Chúng ta cũng cần hiểu rằng việc chuẩn bị cho phiên tòa giám đốc thẩm của Hồ Duy Hải được tính toán rất kỹ. Thông thường, hội đồng xét xử, giám đốc thẩm chỉ gồm có 3 thẩm phán. Việc có 5 hay 7 thẩm phán là rất hiếm, bởi vì họ còn đề phòng trường hợp khi một quyết định của phiên tòa giám đốc thẩm bị hủy bỏ hay phải xét xử lại thì phải có các thẩm phán khác cho một phiên xét xử khác. Vì các thẩm phán đã tham gia phiên xử trước đó sẽ không được tham gia phiên xử lại. Nhưng trong phiên tòa giám đốc thẩm vụ Hồ Duy Hải thì toàn bộ 17 thẩm phán của hội đồng thẩm phán tòa án tối cao đều tham gia. Việc này là để quyết định cho một quyết định đã được chuẩn bị trước. Họ làm vậy là muốn cho nhân dân biết rằng quyết định của toàn thể hội đồng thẩm phán là quyết định đúng, không thể có sai lầm và không thể bác bỏ vì không có thẩm phán để xét xử lại. Bởi vậy, trong 17 nội dung biểu quyết của hội đồng thẩm phán đều là 17 trên 17 thẩm phán tán thành. Nhưng ngành tòa án và cả chế độ đã bất ngờ về phản ứng quá mạnh của mọi tầng lớp nhân dân, buộc tờ báo ngành tòa án phải có bài viết để đổ lỗi cho thế lực thù địch, nhiễu thông tin và truyền thông bẩn. Tôi cho rằng chính bài báo nêu trên mới thực sự làm bẩn các tờ báo của ngành tòa án mà hậu quả là họ phải gỡ bỏ. Luật sư Đài cho biết rằng việc đổ cho một đại biểu Quốc hội bị thế lực thù địch lôi kéo vi phạm pháp luật ở nhiều khía cạnh. Đây là hình ảnh luật sư Nguyễn Văn Đài. Thứ nhất là tội vu khống và chụp mũ. Khi nói như vậy thì báo chí và cơ quan báo chí phải có bằng chứng thế lực thù địch ở đây là ai, tổ chức nào, họ đã liên hệ với hay lợi dụng các đại biểu Quốc hội như thế nào.
nhưng việc viết và đăng báo có nội dung chụp mũ, vu khống, đổ lỗi cho các thế lực thù địch đã trở nên bản chất của cả hệ thống truyền thông nhà nước Cộng sản nói chung. Thứ hai là nhà báo và cơ quan báo ngành tòa đã xúc phạm đến các đại biểu Quốc hội khi đại biểu đang thực thi quyền giám sát của họ. Họ có quyền nêu quan điểm, đánh giá của họ về quyết định của hội đồng thẩm phán. Như đã nói ở trên, do bài báo đã có nội dung vi phạm pháp luật và bị công luận phản ứng mạnh nên họ đã phải gỡ bỏ. Luật sư Phùng Thanh Sơn cũng cho rằng việc đổ lỗi cho truyền thông bật thế lực thù địch là một chiều và quy chụp, không hề có bằng chứng và không có tính thuyết phục, và rằng chính quyền vừa qua của hội đồng thẩm phán mới là nguyên nhân chính làm ảnh hưởng đến vị thế của chế độ, chứ không phải do truyền thông bật. Luật sư Phùng Thanh Sơn cũng chỉ ra mâu thuẫn của ngành tòa án, rằng một mặt thì nói quyết định của hội đồng thẩm phán được đông đảo người dân ủng hộ, một mặt lại cho đại diện ngành tòa án lên báo để ra sức chống chọi với dư luận. Với cáo buộc ở đại biểu Quốc hội bị các thế lực thù địch lợi dụng, ông Sơn nói ông không biết Đảng Cộng sản Việt Nam có quy định nội bộ nào cấm đại biểu Quốc hội không được sử dụng mạng xã hội do sợ tự diễn biến, tự chuyển hóa hay không. Nhưng về mặt pháp lý, đại biểu Quốc hội có quyền đăng ý kiến cá nhân lên trang Facebook mà không nhất thiết phải dùng đến quyền giám sát của đại biểu Quốc hội. Và pháp luật cũng không cấm nếu đó không phải là nội dung vu khống, sai sự thật, mà chỉ nêu quan điểm, kiến nghị của người viết. Và nếu Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao làm đúng quy định pháp luật, tuyên hủy án, trả hồ sơ để điều tra lại, thì chắc chắn không có thế lực thù địch nào có thể lợi dụng được. Luật sư Sơn đã nói như vậy. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Minh Tâm, nguyên giám đốc Trung tâm Khoa học và Tư liệu Giáo khoa Học viện Chính trị Công an Nhân dân. Trong bài báo đăng trên tạp chí Tòa án Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Tòa án Nhân dân tối cao, người được phỏng vấn là ông Nguyễn Minh Tâm, nguyên giám đốc Trung tâm Khoa học và Tư liệu Giáo khoa Học viện Chính trị Công an Nhân dân, người được cho là đã nghiên cứu rất sâu vụ án từ những ngày đầu xảy ra. Ông Tâm cho rằng các điều tra viên tỉnh Long An đã làm việc logic và khoa học và hợp lý, và rằng phán quyết của Hội đồng Thẩm phán là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật. Đáng chú ý là ông Tâm cho rằng việc mẹ Hồ Duy Hải một mực kêu oan cho con là đã bị một số kẻ lợi dụng, và sau đó rất nhiều người ở nước ngoài, ở các tầng lớp, các xóm xã hội khác nhau lợi dụng. Ông kết luận, dư luận bị nhiễu thông tin, điều này có hệ quả đặc biệt nghiêm trọng. Ông giải thích quan điểm này rằng hệ thống thông tin đã xào xáo, cắt xén, thêm gia vị để làm thành vấn đề hốt, tung hỏa mù, để làm cho sự việc bị che mờ, khiến cơ quan tố tụng lúng túng, còn người dân thì nghi ngờ. Ông Tâm cũng đề cập đến làn sóng thổi phồng, bịa đặt, xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu chế độ của các thế lực phản động trong và ngoài nước, và rằng vụ Hồ Duy Hải đã bị các thế lực chính trị cơ hội lợi dụng. Trước đây, những thành phần này tập trung vào vụ Đồng Tâm, và giờ thì lại bám vào vụ Hồ Duy Hải, coi như một miếng mồi mồi mới, để tiếp tục trào lưu, kích động, dư luận, xuyên tạc, bịa đặt, chống phá nhà nước. Ông Tâm đã nói như vậy. Ông Tâm cũng đặc biệt nhắc đến việc đại biểu Quốc hội và hai nhà báo tự do bị lợi dụng. Ông Minh không nêu quan điểm và không nêu tên đại biểu Quốc hội nào, nhưng bài báo đề cập viết tắt của nhà báo tự do là TRCHD. Để ngăn chặn, ông Tâm đề xuất báo cáo những việc này lên ông Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2020, với bản tin vụ Hồ Duy Hải, Tòa án tối cao nói truyền thông bẩn gây bức xúc dư luận. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.